Còn theo Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, khoảng 21 giờ tối qua ngày 29 tháng 4, một trận mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cơn mưa kéo dài khoảng 20 phút đã khiến nhiều tuyến phố tại trung tâm thị xã Sapa bị ngập nặng, theo đó hàng trăm xe ô tô, xe máy ngập trong biển nước. Cụ thể vào khoảng thời gian trên, nhiều tuyến đường ở thị xã Sapa, Lào Cai đã bị ngập sâu từ 30 cho đến 50 cm. Một số tuyến đường bị ngập nặng như Lương Định Của, đường Điện Biên Phủ, đường Xuân Viên, đường Lê Hồng Phong. Nước dâng quá cao khiến nhiều phương tiện lưu thông đã bị chết máy, giao thông đã bị ngừng trệ. Khi khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng đã buộc phải sắn quần để mà lội nước. Theo Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, nước đã bắt đầu rút sau khi cơn mưa dứt khoảng 30 phút.